Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh review đồng hồ chính hãng của Timelock.vn. Và hôm nay bên mình có vừa về được một chiếc Omega và mình sẽ mở hộp luôn cho anh em có thể biết được đây là một chiếc Omega gì nhé. Này, thực ra là khi vẫn chuyển về nó bị móp mất hộp nên mình sẽ không bán được mới các bạn ạ. Không sao hết, mình vẫn sẽ mở hộp luôn chiếc Omega này ra để cho anh em có thể xem được. Và đầu tiên trên tay mình sẽ là hai cái thẻ này, bao gồm sẽ là thẻ International Warranty, thẻ bảo hành toàn cầu, và thẻ Pictogram là thẻ mô tả sản phẩm. Đây thì cả hai cái thẻ này đều sẽ ghi cái reference number của chiếc này là 424-1340-2003-003. Chiếc này thì đối với cả những chiếc Omega trước kia thì Omega sẽ có cái thời hạn bảo hành toàn cầu là 3 năm, nhưng bây giờ Omega đã chuyển lên thành 5 năm để cạnh tranh với những cái phân khúc lớn hơn như là Rolex. Và thông tin ở trên thẻ Pictogram thì vẫn sẽ được in những cái thông tin cơ bản như là reference number của chiếc này và số series của chiếc này là DIT 357. Ngoài ra còn có thêm thông tin về bộ máy, đây là bộ máy Calibre 2005, là bộ máy chạy chung với cả chiếc Omega Seamaster Diver 300m. Ngoài ra ở mặt sau thì chúng ta sẽ có thêm những cái thông tin cơ bản về chiếc đồng hồ, như là đây là một chiếc đồng hồ có kính phủ chống lóa anti reflective, đây là một chiếc đồng hồ automatic có bộ thoát đồng trục coaxial, chứng nhận đạt chuẩn CSC chronometer đấy, và có mức chống nước lên tới 33 tương đương với cả 30m. Ngoài ra thì có mức bảo hành toàn cầu là 3 năm, nhưng mà bây giờ như mình đã nói thì Omega đã chuyển thành 5 năm bảo hành toàn cầu rồi. Và đây là một chiếc đồng hồ có kính sapphire. Đó là đối với thẻ. Thì ngoài ra thì mình sẽ có một quyển sách gọi là quyển sách Operating Instruction, hay gọi là quyển hướng dẫn sử dụng, thì theo mình nghĩ đây là quyển sách vô dụng nhất trên thế giới. Thì mình vẫn sẽ có một cái bản hộp gỗ tiêu chuẩn như dùng cho đa phần những loại Omega khác. Bây giờ mình sẽ mở hộp luôn cái chiếc hộp gỗ này để anh em có thể xem được. Đó. Đây là chiếc đồng hồ của chúng ta đây. Xanh, dây da, size 39.5mm. Ngoài ra thì ở bên dưới cái hộp này chúng ta sẽ có thêm là Omega sẽ cho chúng ta một cái túi để anh em đi du lịch, hết đồng hồ khi đi du lịch. Và trên này có logo Omega được in dập chìm. Bên cạnh đó thì mình thấy một cái tấm card, nó khá là mềm và mình cũng chưa biết để làm gì. Thì cái này nếu anh em biết thì anh em để lại bình luận ở phía bên dưới video nhé. Thì đây là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, đó là một chiếc Omega Devil Orbis xanh 39mm. Thì cái chiếc tag của chiếc Omega này thì thực sự là nó sẽ in toàn bộ thông tin của cái thẻ Pictogram như mình đã nói lúc trước, và mặt sau của nó sẽ có cái logo Omega được nổi lên, và ở dưới nó sẽ có kiểu là một dạng để cho giấy vào, và cái phần giấy đấy nó sẽ ghi giá của sản phẩm. Nhưng mà ở đây mình mua không có giá nên là thôi. Và cái chiếc Omega mình đang có trên tay ở đây là một chiếc Omega với đường kính 39.5mm như mình đã nói lúc trước, và là một chiếc review. Nhưng khi anh em search cái reference number của chiếc này ở trên trang chủ của Omega hay là trên Google thì nó sẽ ra là Omega Orbis. Và Omega sẽ kết hợp với cả Orbis để tạo ra những chiếc đồng hồ phiên bản đặc biệt. Và khi bán ra những chiếc đồng hồ này thì một phần lợi nhuận trong đó sẽ được Omega trích lại và gửi cho Orbis để gây quỹ từ thiện. Chiếc review Orbis mình đang cầm trên tay sẽ có hai phiên bản dây, bao gồm dây da và dây thép. Thì phiên bản mình đang cầm trên tay đây sẽ là phiên bản dây da, và đây là một chiếc đồng hồ với mặt số màu xanh thẫm và là một số chạy tia. Nếu anh em để kỹ ở trong cái mặt số này sẽ có những cái logo hình gấu bông teddy được in ngang dọc xen lẫn nhau, và đây sẽ là điểm nhấn chính của toàn bộ chiếc đồng hồ. Và cái logo hình gấu bông teddy này sẽ chính là cái logo hình gấu bông teddy được phóng to ở đằng sau ở mặt đáy của đồng hồ. Bộ kim giờ và phút dưới dạng lưỡi kiếm và cọc số được làm hoàn thiện bóng toàn bộ, giúp cho đồng hồ bắt sáng cực kỳ tốt. Cọc số thẳng, bóng và ở vị trí góc 3, 6, 9, 12 giờ là cọc số lá mã. Vị trí bên cạnh cọc số góc 6 giờ có in dòng chữ Swiss Made rất nhỏ và tinh xảo. Góc 12 giờ là logo móng lửa được khắc nổi. Phía dưới là dòng chữ Omega màu trắng và kết thúc vào dòng chữ Devil cùng tông màu xanh và kim dây. Ở vị trí góc 6 giờ là dòng chữ chứng nhận Coaxial Chronometer. Ô lịch được đặt ở góc 3 giờ với nền trắng và phông chữ đen rất dễ nhìn. Vị trí mặt số ở phần ô lịch được cắt vát xuống tạo nên chiều sâu cho tổng thể toàn bộ đồng hồ. Mặt kính sapphire nguyên khối được phủ một lớp chống lóa một mặt, giúp cho đồng hồ trong và dễ nhìn hơn khi gặp ánh sáng mạnh. Toàn bộ vỏ được làm bằng thép không gỉ 316L cao cấp, và ở phần niềm được bo tròn và được chia làm hai lớp. Lớp trên được thiết kế ôm trọn phần mặt kính tạo nên sự chắc chắn và đem lại cảm giác sang trọng cho đồng hồ.
Phần dưới của bộ vỏ được làm khuyết đi để giấu một phần độ dày của đồng hồ. Phần núm được thiết kế nhỏ, khía các cạnh giúp thao tác chỉnh giờ và chỉnh phút được dễ dàng hơn. Đầu núm được thiết kế bo tròn và khắc nổi logo Omega ở bên trên. Bốn tay càng được thiết kế ngắn và bóng, thế nên sẽ tạo cảm giác khá ôm tay khi đeo, nhất là đối với mình là một người có cổ tay bé. Phần đáy cũng được thiết kế hai lớp với lớp ngoài được hoàn thiện bóng. Vị trí góc 9 giờ sẽ là logo Planet Omega. Logo này sẽ giống với logo chống giả đối diện ở trên thẻ. Vị trí góc 6 giờ sẽ là số series của đồng hồ. Phần trong của đáy được thiết kế dưới dạng phay xước. Theo mình nghĩ nó khá giống với thiết kế của những chiếc đồng hồ Rolex. Nằm chính giữa là logo hình gấu teddy được hoàn thiện nhám và khắc chìm. Phía bên trong bụng của chú gấu sẽ được khắc tên của tổ chức Orbis. Phía dưới sẽ là logo bóng lửa cùng dòng chữ Omega. Đi kèm với đồng hồ chúng ta sẽ có một bộ dây da cà sấu với kích thước là 20-18mm. Và theo mình nghĩ đây là một bộ dây da khá tương quan bởi vì nó rất là đồng màu với cả màu của mặt số. Phần cổ dây được thiết kế nhô lên khoảng 3mm và kéo dài khoảng 3cm từ càng, tạo cho chúng ta cảm giác rất ôm tay và thoải mái khi đeo. Lòng trong của hai đầu dây được dập chìm logo Omega, size dây và một số thông tin của hãng đưa ra. Kèm theo đó là 7 lỗ xỏ dây đồng hồ và lỗ xỏ dây trong cùng sẽ tương đương với size của tay khoảng tầm 15,5cm. Chúng ta sẽ có một bộ khóa đơn với kích thước 18mm và được làm bằng thép không gỉ 316L với hoàn thiện bóng toàn bộ. Hai bên càng được thiết kế một lỗ nhỏ để dễ dàng thả lắp khóa. Bên trên được khắc chìm logo bóng lửa Omega, mặt sau của khóa được khắc chữ Stainless Steel để thể hiện chất liệu của khóa và một số thông tin của hãng đưa ra. Theo cảm nhận của mình thì bộ khóa đơn của chiếc Omega này có thiết kế khá là dày và chắc chắn hơn so với những chiếc đồng hồ cùng phân khúc mà mình đã được cầm trên tay. Và cuối cùng thì giá retail của chiếc Omega Teddy này sẽ rơi vào khoảng 3.750 đô, tương đương khoảng gần 90 triệu chưa tính thuế và vận chuyển. Hiện tại Tham Lam đang có sẵn chiếc Omega Orbis Teddy với mức giá vô cùng tốt, đi kèm với đó là bảo hành toàn cầu 5 năm. Nếu anh em quan tâm thì vui lòng click vào link ở bên dưới. Cảm ơn anh em đã theo dõi clip của Tham Lam.vn. Nếu em thấy hay thì vui lòng để lại bình luận cũng như góp ý ở phía bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo.